đây là Electron Boy bản Deluxe Edition. Thì cái bản này nó sẽ có thêm cả cái lồng các bạn, cái lồng để ghép Electron Boy vô. Như ai cũng biết thì Electron Boy là một cái bộ phim hoạt hình, nói hoạt hình của Nhật, câu chuyện rất là cảm động về cái đại khái là có một người cha và một cậu bé, tên là cậu bé là người cha chuyên nghiên cứu về robot, và một ngày nọ thì cái cậu bé là cái con của người bác học đó nó bị lái và bị xe đụng, và ông đã thiết kế lại để trái tim mà cứu được cậu bé như đây thành như vậy. Đó là bộ phim của Astron Boy. Còn những cái bộ phim mà sau này nữa thì những cái movie thì cũng khá là hay. Chúng Astron Boy nó là một cái gì đó rất là đơn giản, và một phần nào đó thì nó cũng là một cái nhân vật khá là mạnh trong trong phim hoạt hình. Để chúng ta cùng unbox cái này nha, cái này của hãng Blitzway. Hơi khó thấy. Đây, Blitzway. Hãng này đến từ Hàn Quốc nha các bạn. Rất là đẹp. Mình sẽ mở ra coi như thế nào nha, review cho các bạn. Một bóc là Astron Boy. Đây. Một bóc là cái Astron Boy, một bóc là cái lồng ở chứa Astron Boy vào trong đó. Và tất nhiên là nó sẽ có LED. Mình mở Astron Boy trước nha. Về cái sơ của mình đó bạn, thì có vẻ như chúng ta có nguyên một cái kim loại. Da của con này nó rất là lạnh các bạn, bên ngoài nó rất là lạnh luôn. Có vẻ như tất cả đều là bằng kim loại. Này, xe này mình nhìn rất là dễ thương, bằng kim loại các bạn. Chứ đương nhiên là nó dễ, nó cả có cả cái mặt để thay đổi các bạn. Đây, mặt để thay đổi lúc mà trên bôi ngủ, có cả cái mặt thay đổi. Mình sẽ mở từ từ. Đây là tất cả những gì chúng ta có. Đấy, một cái mặt ngủ và những cái để thay. Cái đế. Rất là đẹp. Tuyệt vời luôn các bạn. Đây là lần đầu tiên mình chơi cái hãng này luôn ấy, rất là đẹp luôn. Mình đã tháo thử tất cả các chi tiết của Astron Boy ra như thế nào, để có một cái đằng nào đó hình dung về cái cách để gỡ những cái này ra như thế nào. Và hãng Blitz cho chúng ta, Blitzway cho chúng ta một cái chốt, để chúng ta khi chúng ta gắn ở đây các bạn viết ở đây chúng ta nại nó ra. Cũng là một cách hay để chúng ta có thể hạn chế được cái việc mà đè bóp
tất cả các chi tiết để nó không bị hư. Nhưng mà có một cái dở là cái này nè các bạn, đó là bằng nhựa, mà tất cả những cái chi tiết trên đây chúng ta là bằng kim loại. Khi mà nhựa với kim loại một thời gian làm á, nó sẽ bị tà cái đầu này. Đây các bạn, mình bị tà cái đầu rồi này, nó hơi tà cái đầu chút xíu. Đây, nó hơi tà cái đầu rồi. À, đừng lo, Felix quay cho chúng ta hai cái, nhưng mà trước sau chúng ta cũng phải có cách nào đó để chúng ta làm. Nhựa thì có cái hay của nhựa đó là nó sẽ không làm chốc chày sơn của những cái chi tiết đó, chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó thôi. Chúng ta sẽ có giữ một cái, chúng ta đi chuốt một cái khác hay là một cái nhựa khác để làm được con này khá là đẹp các bạn. Mình anh bóc ra sơ sơ chúng ta khá là đẹp, nhưng mà có một cái là không, là nó không action được nha, hầu như nó không action được. Mình thử làm nhẹ nhưng mà không action được, nó như nó chỉ đứng được như vậy thôi. Vậy chúng ta có thể thay những cái chi tiết của chúng nó từng cái một, rất là đẹp, chi tiết rất là chi tiết, rất tuyệt vời luôn. Các bạn có thể thấy á, rất là tuyệt vời luôn, từng chi tiết nhỏ, từng một cái trên cái hệ thống xi lanh. Cái này hình như là hạt nhân hay sao ấy, nhưng mình nhớ không làm lâu rồi, mình không coi lại Action Bomb mình cũng chả nhớ nó là cái gì, nhưng mà làm rất là chi tiết, làm rất là đẹp. Nó cũng giống như một con kiểu, nó cũng giống như một con robot bình thường rồi đó. Thì chúng ta phải gáp một cái miếng da lên đó, khi mà mình muốn nó đẹp thì mình phải gáp cái miếng da lên thì nó mới được đẹp. Còn mà lại nhìn nó rất là robot, nhìn nó rất là ghê. Nói chung làm rất là chi tiết, làm hãng làm sâu chúng ta, nghĩa là có nghĩa là trình diễn hay là sâu qua cho chúng ta được những cái bên trong của một con robot, rất là con robot của Action Boy, rất là đẹp luôn các bạn. Có vẻ như nó có cả pin nữa, nếu mình coi pin nó gắn ở chỗ nào. Đây các bạn có thể thấy, đây là cái chỗ ngủ của Action Boy hay gọi là cái chuồng hay là cái lồng gì đó các bạn có thể thấy không? Ở trong là chúng ta có một cái lồng để chúng ta mở ra. Thì chỉ có bản Deluxe Edition thì chúng ta mới được cái con này. Rất là đẹp luôn. Bóc khá là bự. Và mục đích mình mua là vì cái này này. Vì cái bóc này. Đẹp quá các bạn. Chúng ta cùng unbox nha. Chúng ta có này. Đấy. Cái phía sau đừng quan tâm nha, phía sau đồ của mình thôi. Đấy, chúng ta quan tâm cái này đi. Rồi chúng ta cùng mở nó ra xem như thế nào nha. Bóc làm rất là chất lượng. Rất là thích là đẹp cách làm của đóng bóc của cái này. Khá đẹp. Đây. Quả trứng của chúng ta. Đây là gọi là cái lồng này các bạn. Cái lồng của nó đây, rất đẹp, rất tuyệt vời. Ai, tuyệt vời. Đi xài các bạn, về với mình lại. Chúng ta có cái lồng để Action Boy vào, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mình sẽ nghiên cứu xem như thế nào nhé. Có một cái lớp bảo vệ ở mặt ngoài đây, cứ tháo thôi. Đấy, tuyệt vời luôn, rất đẹp các bạn, rất đẹp, bọc rất là đẹp. Mình sẽ đi vào chi tiết nha. Đây là mấy cái thứ mà mình có thể là mình sẽ, này là những cái thứ mà chúng ta sẽ dư á, chứ mình sẽ dư để chúng ta dư
Khi chúng ta tháo ra thì chúng ta có thể gắn vào trong đây, gắn vào trong cái bệ này các bạn, một cách rất là hay. Này, mình sẽ gắn cho các bạn xem. Đây các bạn, khi mà chúng ta có gắn pin vào con này thì cái pin chúng ta sẽ gắn ở đây này. Chúng ta nhấn người tìm nó thì nó sẽ có ánh sáng. Tuyệt vời, rất đẹp. Cái đèn cái này chúng ta che đây đi ha. Cái đèn các bạn có thấy trái tim nó đang nhấp nhá, nó giống như cái tim nó đang đập vậy các bạn. Và chúng ta có một cái hệ thống bơm hơi bằng, chắc ở đây là xi lanh lực hay là cái gì đó, và trong đây nó có một cái hệ thống phản lực để khi Astral War nó bay á thì cái này nó xả ra. Thì giống như nó đang, cái này hình như là mình nhớ không lầm, hình như nó là các nguyên tử, các bom nguyên tử hay là cái gì đó, à gì động cơ nguyên tử, rất là đẹp các bạn, tuyệt vời luôn. Đúng là nhà sản xuất rất là biết chiều lòng người hâm mộ chúng ta, chiều lòng các fan chúng ta, làm rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đây là một trong những cái điểm mình rất là thích ở con này. Đối với mình là một người lớn thích chơi mô hình, thì đây là một cái rất là bước tiến, rất là ngoạn mục, rất là tuyệt vời của hãng đã làm. Mình thấy cảm thấy rất là hài lòng khi mình mua cái con này. Và chúng ta sẽ, đây mình sẽ bật đèn cho các bạn xem. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn, cực kỳ đẹp, mọi góc độ, mọi ánh nhìn đều rất đẹp. Các bạn có thể thấy không, Astral Boy của chúng ta trong một cái lồng rất tuyệt vời, rất đẹp luôn. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cái sự đẹp của cái món đồ chơi này. Rất tuyệt vời, rất đẹp. Mặc dù nó không action được nha các bạn, nó không action được, nhưng nó rất tuyệt vời, nhưng nó rất đẹp. Mình là một người lớn, mình tuổi cũng lớn, nhưng mà khi mình cầm cái món đồ chơi này mình rất là hào hứng. Dù là mô hình thôi mà nó rất là đẹp, nhìn rất là tuyệt vời. Nó chứa đựng rất nhiều tuổi thơ của mình trong đây, nhìn rất là đẹp. Mình cảm thấy mua cái con này không hề phí tiền một lúc nào cả, cực kỳ đẹp luôn. Không action cũng được, không sao cả, Astral Boy gì là đẹp rồi. Cậu bé ngủ yên, rất dễ thương, rất đẹp. Cái kim cả một cơ thể, tất cả các giáp ngoài đều làm bằng kim loại, tất cả đều bằng kim loại, gắn nhau rất đẹp, gắn là rất hợp lý. Mắt rất là đẹp. Và cái điểm lưu ý các bạn cũng nên nhớ là khi các bạn có chơi con này thì cái này nè, cái chỗ, cái màu đỏ đó bạn, đó là đôi dài của nó, thì các bạn nên gỡ đôi dài đó ra, các bạn gắn cái bắp chân vô trước xong rồi hãy gắn đôi dài vô. Đây là chỗ cái điểm gì, những cái điểm giao thoa giữa những miếng kim loại với nhau á, thì các bạn nên cẩn thận để đừng hạn chế bị chóc chày sơn đến mức tối đa. Rất đẹp các bạn, không từ nào diễn tả hết. Còn này là cái đế của cái con kia, khi các bạn mua bản thường thì bạn chỉ có cái đế này thôi, đế này nè, bản thường bạn chỉ có cái đế này thôi. Còn nếu bạn mua bản LC các bạn sẽ có luôn cái đó nữa, coi như cái này là coi như là thừa đó. Đấy, rất đẹp, rất tuyệt vời. Không từ ngữ để diễn tả được nó đâu các bạn ơi, rất đẹp luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.